Vâng, xin chào toàn thể anh chị em. Và ngày hôm nay anh chị em của chúng ta đang nhìn đây là cây sim rừng. Và cây sim rừng này thì em đã nhặt vào đây ở từ ngoài vườn vào để chuẩn bị ship cho các khách yêu trên toàn quốc. Và như anh chị em của chúng ta nhìn đây đúng không ạ? Cây sim này rất là cứng, khỏe và được nó ở trên bầu chứ không phải đào ở dưới đất lên. Tức là cây này đã được trồng vào bầu rồi nhá. Và cây này nó sẽ cao khoảng từ 50 đến 60 sen. Rào ròng cây này nó đang 50 đến 60. Và hoa và nụ rất là nhiều. Đây. Rồi đặc biệt là đây, cái dòng hoa này rất là nhiều. Khi chúng ta về chơi hoa, thưởng thức hoa và tiếp tục nữa thì chúng ta còn tiếp tục nữa chúng ta còn có thể là chơi cảnh và ăn quả. Đó là những cái lý do mà các anh chị em của chúng ta thích chơi. Và như anh chị em của chúng ta đang nhìn thấy đây đúng không ạ? Cây thì rất là cứng và rất nhiều quả. Anh em mình đặt hàng liên hệ số điện thoại.